Hôm nay em về được một em tép huyền thoại của Technic M250. Em này thu phát cực kỳ đỉnh cao anh em nhé. Đây, em này giới thiệu sơ qua cho bác. Ngoài thu phát đỉnh cao thì em này làm dề cũng rất là hay. Dề gọi là dề direct thôi, chứ không phải là dề âm sắc các bác nhé. Đấy. Với em M250 này thì anh em có thêm một khái niệm nữa là gọi là dề direct. Tức là thực ra nó chỉ dùng để một cái mạch để anh em chuyển đổi, để anh em đỡ phải cắm nhiều dây thôi. Đó. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác. À, cái clip này nó sẽ hơi dài một chút. Đầu tiên là hướng dẫn cho các bác thu nhé. Để các bác cắm thì như này. Bây giờ em sẽ có một thiết bị phát là iPad. iPad nhé. Em sẽ cắm hướng dẫn cho các bác luôn. Sẽ cắm vào đường in của em này. iPad sẽ cắm vào đường in nhé. Đây gọi là đường in. In là vàng. Đó, lay in này. Đấy. Được chưa? Để mình thu đấy. Thu văng đấy. Ok, đây lay in nhé. Còn ao đây. Ao thì đương nhiên phải xuống âm ly rồi. Hôm nay em thử là chiếc âm ly Marang 74D. Rồi, bây giờ là xong phần cắm nhé. Bây giờ đầu tiên là em thử tính năng làm dề của nó nhé. Làm dề thì rất là đơn giản, iPad các bác đang chạy đấy. Đấy, làm dề cực kỳ đơn giản, các bác chỉ cần ấn nút REC. Ok chưa? Bây giờ là nó đang dùng tính năng làm dề, tức là nó đang qua em này, nó có volume để điều chỉnh luôn. Và các bác nhìn nhá, khi làm dề là băng không hề chạy nhé. Còn khi băng chạy mà lên cả nút REC thì lúc đấy là đang thu rồi. Ok chưa? Đấy, bây giờ là mình đang dùng ở cái thằng này. Nguồn xuất là từ ông iPad, được chưa? Còn bây giờ mình muốn thu nhá, thì một động tác rất là đơn giản. Ấn nút play. Để các bác thấy băng là chạy chưa? Băng chạy là nút play sáng, đồng thời là nút rec là đang thu. Thì tức là lúc này mình đang thu băng này. Đấy. Bây giờ thử lại. Bây giờ mình dừng nhá, mình ấn stop này. Bây giờ mình thử lại bằng cách mình tua lại một chút này. Mình dừng này. Mình bật lại xem có đúng là mình vừa thu không. Đây là băng gốc. Đấy. Bây giờ là sang cái phần thu của nó vừa xong. Đấy. Đúng chất mộc của băng cassette. Còn bình thường thì anh em khi bật lên anh em nghe thì anh em cứ bật play bình thường thôi. Thì là băng của nó thôi. Đấy. Đây là nguyên zin. Đấy. Đấy, chiếc này thu phát rất là hay, rất là tốt luôn. Ngoài ra cái tính năng dề đấy thì anh em sử dụng nó cũng rất là hữu ích. Anh em nhìn phần đầu từ đây. Rất là đẹp, origin. Đây một chiếc siêu tầm, anh em nhìn mặt. Mặt phay nhôm. Các cái lùm bấm, phím bấm ấy. Còn sáng choang vàng ươm. Đây. Rồi, em lại thử tính năng làm dề tiếp cho anh em nghe thử. Cái này khi các bác cắm input vào thì nó sẽ qua hai lần volume, một cái là out ra, còn một cái là input level. Cái này khi cắm kiểu này thì nó sẽ tác động vào input level này. Còn nếu khi các bác nghe trực tiếp từ cái tape này ra thì nó chỉ tác động của cái này thôi. Đấy, anh em để ý nhé, một là cái tính năng dề direct, thứ hai nữa là khi anh em cho qua thì nếu mà anh em bày vào một cái thớt dàn của anh em thì nó thêm cái đèn nháy này, nhìn nó rất là đẹp. Đây anh em nhìn này. Đấy. Anh em cho vừa volume thì đèn nó nháy nó sẽ đẹp. Cho to volume và âm ly lên. Đời phong sáng tối đành tiếc cho
chiếc anh em gọi đầu cầm, được gọi tép, được gọi đách cũng được, là nhiều cách gọi với cái ngôn ngữ của Việt Nam. Một chiếc đầu cassette đẹp, tiếng hay, xếp vào loại huyền thoại rồi. Giá em sẽ để tiêu đề tin, anh em nào cần có nhu cầu thì điện thoại trực tiếp. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi.